Trong 4 ngày qua tại các tỉnh miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng với một số nhà máy thủy điện xả lũ đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Theo báo cáo, tại Quảng Bình cho đến sáng nay, ngày 4 tháng 9, mưa lũ đã khiến 2 người chết do bị lũ cuốn, một người bị thương ngã gãy 3 xương sườn khi đang trèo lên mái trường tiểu học số 2 thị trấn Đồng Lê đặt bao cát chống gió bị trượt chân. Mưa lũ cũng đã gây ngập, chia cắt một số xã ở huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa. Hiện tỉnh Quảng Bình đã tổ chức di rời hơn 600 hộ dân. Trong đó, tại huyện Minh Hóa, có hơn 400 nhà dân bị ngập phải di chuyển lên nhà nổi chống lũ và những vùng cao hơn. Tại huyện Tuyên Hóa là 200 hộ dân phải di rời. Có ít nhất 5 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi và bị chết. Gần 300 hecta lúa chưa thu hoạch bị ngập hoàn toàn. Hơn 200 hecta ngô và hoa màu bị mất trắng. Sạt lở gây ách tắc nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 9D, 9E, 12A và 15C. Cho đến 10 giờ sáng nay, mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra tại Quảng Bình với lượng mưa vào khoảng từ 70mm đến 100mm. Hiện lũ trên các sông đang lên chậm. Còn tại Hà Tĩnh, tính đến 8 giờ sáng nay, mưa lớn cùng với thủy điện Hố Hô, xã điều tiết lũ đã làm ngập và chia cắt nhiều địa phương thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang và huyện Can Lộc. Trong đó nặng nhất là huyện Hương Khê, hiện đã có 18 xã bị ngập và cô lập hoàn toàn. Hơn 4.000 hecta lúa bị ngập chìm, gần 1.500 hecta bưởi ở huyện Hương Khê đến thời điểm thu hoạch bị ảnh hưởng. Đặc biệt về vụ việc 9 người dân tộc Chất đi lấy lá nón từ ngày 2 tháng 9 đến chiều ngày 3 tháng 9 đã có một người trở về và cho biết những người còn lại hiện đang trú ẩn an toàn trên các lán trại trong rừng. Tình trạng sạt lở đã xảy ra tại nhiều điểm trên quốc lộ 8, hàng chục cầu tràn dân sinh đã bị ngập và cuốn trôi. Lượng mưa đo được từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 tại Hà Tĩnh đạt mức từ 200 đến 500mm. Lũ trên các sông đang lên dưới mức báo động 1. Còn tại Nghệ An, mưa lũ cũng đã gây ngập cục bộ ở một số địa phương. Trong đó, sáng ngày 3 tháng 9, nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh bị ngập nặng, gần 2.000 hecta lúa hè thu và khoảng 600 hecta hoa màu, cùng hơn 200 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập. Nhiều tuyến quốc lộ như 48E và tuyến tỉnh lộ cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở nhẹ. Bắt đầu từ 22 giờ ngày 3 tháng 9, nhà máy thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương và nhà máy thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông bắt đầu xả lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường học trên địa bàn toàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ, xem xét có thể lùi ngày khai giảng. Hiện công tác ứng phó với mưa lũ đang được chính quyền các tỉnh miền Trung tập trung cao độ chỉ đạo và triển khai.